tay súng Wagner đang chiếm ưu thế ở thành phố Bakhmut, giữa lúc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra quanh các tòa nhà do quân đội Ukraine kiểm soát. Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Wagner giành thêm ưu thế ở Bakhmut, Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất hòa bình. Phương Tây siết chặt vòng kim cô cấm vận Nga. Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. 7 nước EU thúc giục Kiev sớm chấm dứt cuộc xung đột. Lực lượng Wagner đã tiến thêm 260m ở Bakhmut. Hãng tin CNN dẫn chia sẻ trên kênh Telegram của ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner. Đối phương hiện kiểm soát 1,85 km lãnh thổ. Họ đang chống cự quyết liệt. Họ chiến đấu để giành từng ngôi nhà, từng lối đi, từng mét vuông lãnh thổ. Nhưng thực tế họ chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ, ông Prigozhin cho biết thêm. Cũng theo ông Prigozhin, lực lượng Wagner không thể bao vây các vị trí còn lại của quân đội Ukraine, do lính dù Nga đã rút lui thời gian gần đây. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hòa bình của những người bạn Mỹ Latin và châu Phi. Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo Ukraine và Nga đều phát đi tín hiệu sẵn sàng tiếp đón nhóm lãnh đạo châu Phi và thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergei Alenik vào hôm 17 tháng 5, ông Lavrov cho biết, chúng tôi đã trả lời những người bạn Mỹ Latin và châu Phi rằng chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào của họ dựa trên mong muốn thực sự góp phần ổn định trật tự thế giới. Ngoại trưởng Nga cho hay Moscow chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Brazil hoặc các quốc gia châu Phi. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, một số quốc gia bao gồm Trung Quốc, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột với tư cách là người hòa giải. Các cuộc đàm phán hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gần như đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine đã rút lui vào đầu tháng 4 năm 2022. Nga cáo buộc Mỹ và Anh đã làm hỏng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Châu Âu đang tiến tới việc cắt đứt nhập khẩu các sản phẩm năng lượng của Nga, trong khi Mỹ vừa có động thái nhằm cấm nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân từ Moscow. Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell đang kêu gọi Liên minh ngăn chặn các sản phẩm nhiên liệu do Ấn Độ tinh luyện từ nguồn dầu thô của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Borrell cho biết các công ty lọc dầu Ấn Độ đang hưởng lợi khi mua số lượng lớn dầu thô của Nga với giá chiết khấu và xử lý thành nhiên liệu trước khi bán tại thị trường châu Âu. Nếu dầu diesel hay xăng nhập vào châu Âu từ Ấn Độ được sản xuất từ dầu Nga, đó chắc chắn là hành động lách lệnh cấm vận và các nước thành viên EU phải có biện pháp, ông Borrell nói. Tuy nhiên, Financial Times dẫn quy định cấm vận của EU cho hay dầu thô Nga sau khi được tinh luyện tại nước khác thì không còn được coi là sản phẩm của Nga. Suốt gần 15 tháng qua, từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và châu Âu đã tung ra hàng loạt các biện pháp cấm vận lên nền kinh tế Nga nhằm cắt nguồn tài chính mà nước này sử dụng cho cuộc xung đột. Các biện pháp cấm vận đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Theo số liệu của Hội đồng châu Âu, GDP của Nga trong năm 2022 giảm 2,1% so với một năm trước, trong khi doanh thu dầu mỏ của Nga giảm hơn 26% trong tháng 1 năm 2023 so với tháng 1 năm 2022 và trong tháng 2 giảm hơn 41%. Tương tự dầu mỏ, Reuters ngày hôm qua dẫn số liệu chính thức cho thấy lượng xuất khẩu của Đức sang các nước giáp với Nga tăng đột biến trong quý 1, làm dấy lên lo ngại những mặt hàng đó có thể bị bán lại cho Nga nhằm giúp Moscow né lệnh cấm vận. Cụ thể, xuất khẩu của Đức sang Kyrgyzstan tăng 949% trong quý 1, sang Armenia tăng 172%, sang Kazakhstan tăng 136%, sang Tajikistan tăng 154%, sang Georgia tăng 92% và sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần 37%. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến thảo luận về việc siết chặt cấm vận Nga tại hội nghị diễn ra từ ngày 19 tháng 5 tại Nhật Bản, gồm việc ngăn chặn hành vi lách lệnh cấm vận liên quan đến các nước thứ ba. EU cũng đang đàm phán gói cấm vận thứ 11 lên Nga, tập trung vào những cá nhân và quốc gia né tránh các hạn chế thương mại hiện có. Với việc đã cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời giảm nhập khí đốt qua đường ống từ Nga, EU giờ tiếp tục cân nhắc hạn chế doanh thu xuất khẩu năng lượng của Nga thông qua lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera vào ngày 16 tháng 5 cho biết,
EU sẽ sớm đưa ra lệnh cấm vận nhập khẩu LNG từ Nga. Trong khi đó, tại Mỹ, Tiểu ban Năng lượng, Khí hậu và An ninh Lưới điện của Hạ viện vào hôm qua thông báo dự luật cấm nhập khẩu uranium từ Nga, sản phẩm nhiên liệu hạt nhân chưa bị cấm. Theo Reuters, Mỹ nhập khẩu khoảng 14% uranium từ Nga trong năm 2021, trong khi nguồn trong nước chỉ cung ứng khoảng 5%. Dự luật bao gồm việc miễn trừ cho phép Mỹ nhập uranium được làm giàu ở mức thấp từ Nga nếu Bộ trưởng Năng lượng xác định không còn nguồn khác để cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân hoặc việc nhập khẩu phục vụ lợi ích quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định Kyiv sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Bộ trưởng Dmytro Kuleba đã đàm phán cùng với ông Lý Huy, đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu Á và là cựu đại sứ tại Nga. Ông Lý Huy là quan chức Trung Quốc cấp cao nhất đến thăm Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 2 năm 2022. Tại thủ đô Kyiv, đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy đang tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán do Bắc Kinh dẫn đầu để giải quyết cuộc xung đột. Ông Lý Huy được xem là một trong những nhân tố quan trọng cho kế hoạch hòa bình của Trung Quốc tại Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, trong cuộc gặp với đặc phái viên Trung Quốc, ông Kuleba nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga liên quan đến việc mất lãnh thổ hoặc đóng băng cuộc xung đột. Ông Kuleba đã trao đổi với ông Lý Huy về việc khôi phục nền hòa bình bền vững và công bằng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Kuleba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc, an toàn hạt nhân và việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Ông Lý Huy đã gặp Bộ trưởng Ukraine để thảo luận về cách chấm dứt giao tranh với Nga, nhưng không có chi tiết nào được tiết lộ và các bước tiếp theo cũng không rõ ràng. Không có thông tin nào về phản ứng của ông Lý Huy trước các tuyên bố của Bộ trưởng Kuleba. Bộ Ngoại giao Ukraine không tiết lộ ông Lý Huy có gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hay không. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Lý Huy có thể diễn ra vào buổi chiều ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine và đặc phái viên Trung Quốc diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Zelensky vào cuối tháng trước. Hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vị trí của Trung Quốc là thúc đẩy hòa bình thông qua đàm phán. Nhóm 7 nước EU mong muốn giới lãnh đạo Kyiv sớm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, nhà báo kỳ cựu của Mỹ đưa tin. Dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên, ông Semmelhurst, cựu phóng viên của tờ New York Times đưa tin, một nhóm các quốc gia châu Âu đang bí mật thúc giục Kyiv sớm chấm dứt xung đột. Theo ông Semmelhurst, các nhóm nước này bao gồm Hungary, Đức, Séc, Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan. Hungary là một bên tích cực trong vấn đề này. Đức và Ba Lan cũng như vậy. Họ đang nỗ lực thuyết phục ông Zelensky quay đầu, quan chức Mỹ nói với ông Hurst. Một nhóm nước EU cho rằng Zelensky có thể giữ những thành quả hiện tại nếu ông ấy chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, ngay cả khi có phải nhượng bộ. Đó là cách duy nhất để chấm dứt xung đột, quan chức Mỹ nói thêm. Theo lời quan chức Mỹ giấu tên, ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất của 7 nước EU. Ở châu Âu, chính quyền Kyiv nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Anh và Pháp. Vấn đề đối với nhóm nước EU nói trên là làm thế nào để Mỹ ngừng ủng hộ chính quyền của ông Zelensky, nguồn tin ẩn danh cho hay. Nguồn tin ẩn danh cũng tiết lộ thêm với ông Hurst rằng Mỹ đang huấn luyện binh sĩ Ukraine điều khiển chiến đấu cơ F-16. Chúng có thể bị Nga bắn hạ nếu như vào vùng chiến sự. Ông Semmelhurst, nhà báo từng thắng giải Pulitzer, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực báo chí của Mỹ, bình luận. Một trong những lý do khiến Ba Lan và nhiều nước khác muốn cuộc xung đột sớm chấm dứt là do áp lực từ việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Hồi đầu tháng 2, ông Hurst khiến dư luận phương Tây rúng động khi cáo buộc Mỹ là thủ phạm đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt.